Thưa quý vị và các bạn, nảy ra ý tưởng kinh doanh cua online trong một lần ra chợ tìm mua cua ngon đãi khách, anh Nguyễn Hoàng Văn đã bắt tay ngay vào hành trình chinh phục thị trường nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy cạnh tranh này. Trong chương trình hôm nay, Xuân Hiếu xin được mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về câu chuyện khởi nghiệp đầy thú vị của anh Nguyễn Hoàng Văn với thương hiệu cua ngon Cà Mau nhé. Vài năm trước đây, nếu đi đến bất kỳ chợ hải sản hay nhà hàng kinh doanh cua biển nào, chúng ta đều có thể thấy đi kèm với con cua là một sợi dây trói cua to với trọng lượng gần bằng con cua cùng bảng hiệu cua Cà Mau. Tuy nhiên, việc xác định được đâu là cua Cà Mau thực sự thì lại là một câu hỏi gian nan với phần đông người tiêu dùng. Xuất phát từ điều đó, anh Nguyễn Hoàng Văn đã có một quyết định lớn khi rẽ sang kinh doanh mặt hàng cua nhằm mang đến cho người tiêu dùng một địa chỉ tin cậy với những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng. Lựa chọn con đường đi ngược với xu hướng kinh doanh của số đông khi cởi bỏ sợi dây trói cua, quá trình đưa cua Cà Mau chất lượng của anh Văn đến với người tiêu dùng là cả một câu chuyện dài với không ít mồ hôi và nước mắt, có những lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Những ngày đầu kinh doanh với một người tay ngang như anh Văn thì khó khăn là không tránh khỏi khi mà chính bản thân anh còn mơ hồ trong cách xác định cua ngon hay dở. Những phàn nàn của khách vì giao sản phẩm kém chất lượng do sơ suất trong quá trình vận chuyển, xác định nguồn hàng thường xuyên xảy ra. Không nản chí, anh Nguyễn Hoàng Văn quyết tâm xuống Cà Mau một sở thị để hiểu rõ hơn về con cua cũng như cách xác định cua ngon. Bởi chỉ khi hiểu biết về cua thì mới trở thành người bán cua lành nghề được. Thưa quý vị, và lúc này ở bên cạnh Hoài Hương là anh Nguyễn Hoàng Văn, là chủ của thương hiệu Cua Ngon. Và chúng ta sẽ cùng có một cuộc trao đổi ngắn với anh để có thể tìm hiểu rõ hơn về quá trình khởi nghiệp của anh cùng với những chú cua này nhé. Xin chào anh Văn ạ. Xin chào em. Anh Văn ơi, khi mà thưởng thức món cua của anh thì Hoài Hương thấy là rất là tươi ngon và hương vị đặc biệt, rất là khó tìm ở Sài Gòn này. Thì không biết là cái cơ duyên nào đã đưa một người đàn ông đến với công việc kinh doanh thức ăn mà lại là món cua ạ? Thì giống như Hoài Hương vậy thôi. Anh cũng rất là mê món cua. Rồi nhờ vợ hay là bà già ra chợ mua hay là tới cái nhà hàng thưởng thức thì không được cái đặc sản như thế này. Thì từ đó trong một cái ý tưởng tình cờ với một sợi dây liên kết với ông anh trai ở Cà Mau, thì anh nghĩ ra một ý tưởng là chuyển cua từ Cà Mau về bán cho bạn bè người thân. Và bán ban đầu là anh bán trên online trước để mình giới thiệu cái đặc sản mà rất là tuyệt vời này đến cho người tiêu dùng Sài Gòn. Có thể nói là kinh doanh cua là một cái mặt hàng tươi sống. Không biết là anh có cái bí quyết nào để mình có thể đảm bảo độ tươi sống của con cua Cà Mau khi mà đến với người tiêu dùng? Là mang được cái đặc sản cua Cà Mau cho khách hàng tại Sài Gòn bằng cách là anh đã đặt trạm thu mua tại Cà Mau. Rồi có quy trình quản lý từ chất lượng, từ con cua mình mua vào cho đến tại các điểm bán. Rồi mình có dấu hiệu là mình cột dây nhận biết rồi phân loại, kể cả cái chuyện mình cam kết tới người tiêu dùng đầu cuối là nếu như cua không đảm bảo hoặc là chất lượng không đảm bảo thì mình hoàn tiền hoặc là mình sẽ bù. Từ góc độ của một người kinh doanh thì anh nhận định như thế nào về thị trường cua nói chung và thị phần của cua Cà Mau nói riêng ạ? Thị trường của Cà Mau tại nội địa không phát triển nhiều, tại vì hiện giờ 90% là cua của mình là sẽ xuất khẩu. Và người tiêu dùng càng ngày càng biết, thì với bản thân người kinh doanh như anh thì anh có quan điểm và chiến lược là ưu tiên mang tới những cái tàn lưu địa. Tại vì thực chất cua Cà Mau thì đã ra ngoài biên giới của Việt Nam. Thưa anh hiện nay nếu như mà chúng ta đi một vòng thành phố Hồ Chí Minh thì thấy cũng rất là nhiều những cái thương hiệu kinh doanh cua Cà Mau. Làm như thế nào để thương hiệu cua ngon của anh tạo ra được sự khác biệt và thu hút được khách hàng? Thì bản thân anh đã làm từ tâm, cho nên là tất nhiên là về kinh doanh thì mình phải tham vọng có thị phần cũng như là mang lại cho nhiều người. Nhưng mà với cá nhân anh, dựa vào nguồn lực của anh quan điểm là phải làm kỹ càng từng khâu, từng sản phẩm đến cho khách hàng. Nếu như khách hàng tin, khách hàng thích thì họ truyền miệng ngày càng nhiều. Và anh không quan trọng là bên ngoài có bao nhiêu người kinh doanh, anh chỉ quan trọng là anh kinh doanh làm sao cho tốt nhất và làm sao mang lại cái giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bắt đầu kinh doanh cua bằng việc bán hàng online qua website www.cuacamau.com. Với việc giao cua sống, cua chế biến tận nhà, anh Văn lại tiếp tục gặp những khó khăn mới khi mà người tiêu dùng đã quen với việc mua cua giá rẻ cùng sợi dây trói tăng trọng lượng.
Xác định vấn đề cũng để chứng minh cho khách hàng chất lượng và giá trị thật sản phẩm, anh Văn đã mở một điểm bán nhỏ với việc chỉ phục vụ vài món ăn về cua và cũng là điểm bán hàng cho khách mua cua sống mang về với doanh thu ngày một khả quan. Ngoài ra, anh còn dành 2 tháng sang tận Trung Quốc đến các chợ để học cách mua bán cua và cách làm thương hiệu cua của họ. Nghe anh nói thì mọi thứ có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà chắc chắn là có những lúc những bài toán khó đặt ra cho anh, thì anh sẽ phải giải quyết như thế nào? Nhân đây anh cũng chia sẻ, tức là đôi khi một ý tưởng hay đôi khi là một cái điều từ ý tưởng thì mình nghĩ nó rất là đơn giản. Dạ. Nhưng khi mình dấn thân vào là cả một cái trải nghiệm thú vị, cũng như là một cái công cuộc, một cái quá trình rất là gian nan. Thì một điều đầu tiên anh cảm thấy khó khăn nhất là nếu khi khởi nghiệp, khi kinh doanh, mình chưa có cái nghề. Và điều đầu tiên đó là anh thấy là anh muốn kinh doanh tốt thì anh phải đi học nghề. Và anh là người đã từng đi dấn thân mấy tháng trời ở Cà Mau, lăn lộn với nông dân, lăn lộn với những người buôn cua để hiểu hơn về con cua Cà Mau. Sau đó anh đã lặn lội qua Trung Quốc, tại vì ở Trung Quốc thì là đất nước là họ mua khoảng 90% cua Cà Mau. Mà họ tại sao họ mua nhiều như vậy, và họ có một cái đội ngũ kinh doanh cua rất là lớn. Và khi anh qua bển thì anh đã học được nhiều điều từ cái nghề cua, và điều quan trọng nhất là khi anh trải nghiệm qua rồi, anh cảm thấy điều quý giá nhất là anh học được nghề cua và anh yêu nó. Và yêu những cái chuyện là mình mang tới một cái giá trị từ cái nghề nghiệp, đó là cái sản phẩm cua cho khách hàng, là nó đảm bảo giá trị. Thì cái chuyện khi mình đã có một nghề, mình có yêu quý nó, mình tâm đắc, thì anh nghĩ thì không thành công lớn thì cũng thành công nhỏ nhỏ, mà cũng thấy sống vui vẻ, hạnh phúc với những cái nghề của mình đã chọn. Dạ, vậy những lúc mà gặp khó khăn như vậy thì có bao giờ anh có ý định là mình sẽ bỏ cuộc không ạ? Anh là một người có tâm niệm, và một cuốn sách để đầu giường của anh, đó là cuốn sách Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách. Dạ. Và trong triết lý sống của anh và triết lý kinh doanh của anh không có định nghĩa từ bỏ cuộc và thất bại. Anh luôn luôn coi đó là thử thách mình phải vượt qua. Có thể rằng nói đến đây thì rất là nhiều quý vị khán giả cũng đang muốn bắt tay vào kinh doanh, khởi nghiệp một cái ngành nghề nào đó, đặc biệt là đối với những bạn trẻ, và không biết là anh có cái lời khuyên nào cho các bạn ạ? Nói chung anh cũng có một tí trải nghiệm về chuyện từ ý tưởng đến một quá trình kinh doanh, để xây dựng quy trình, để tạo ra một cái mô hình kinh doanh. Và nói năm nay như hồi nãy anh nói, có một cái nghề mà mình yêu quý và mình làm. Thì anh cũng có một cái lời khuyên nhỏ nhỏ, nếu như các bạn trẻ đang có ấp ủ khởi nghiệp, thì trước tiên mình muốn khởi nghiệp thì mình phải có cái nghề. Thứ hai, mình phải yêu quý giá trị của cái nghề đó tạo ra, và yêu quý cái giá trị đó mang lại cho người sử dụng nó, và càng ngày càng làm tốt hơn giá trị, thì chắc chắn với quyết tâm, với sự cố gắng, thì mình sẽ tạo ra những quy trình. Và thành công hay không thì nhờ sự cố gắng và tạo ra cái quy trình để mang tới cái giá trị thật sự. Trải qua quá trình tích lũy kinh nghiệm từ những thất bại, anh Nguyễn Hoàng Văn đã từng bước khẳng định chất lượng cua ngon Cà Mau đến với người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Song song đó với uy tín và chất lượng của thương hiệu, anh Văn đã mở rộng thị trường, đưa thương hiệu cua Cà Mau ra khỏi biên giới khi xuất khẩu mặt hàng sang những thị trường khó tính như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore. Hiện nay, với 2 điểm bán cua chế biến tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, cùng hệ thống phân phối online, anh Văn cùng thương hiệu cua ngon Hương Vị Đất Mũi đang bước tiếp trên hành trình xây dựng thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, trải qua quá trình tìm tòi học hỏi, anh Nguyễn Hoàng Văn đã bước đầu thành công hơn khi đưa thương hiệu cua ngon Cà Mau đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Câu chuyện khởi nghiệp của anh Văn đã thể hiện rõ niềm đam mê và sự kiên trì chinh phục mục tiêu đã chọn. Hy vọng những điểm sáng về tinh thần khởi nghiệp như anh Nguyễn Hoàng Văn sẽ góp phần hun đúc thêm niềm tin và tương lai tươi sáng cho rất nhiều bạn trẻ giàu nhiệt huyết, giàu sáng tạo trên con đường kinh doanh.